Hello, xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì clip này chắc có thể là sẽ dành cho những chị gái đây. Thì những anh trai nào mà đang có ý định mua quà tặng vợ thì cũng xem clip này luôn ha. Thì hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, và một cửa hàng chi nhánh 2 nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, em đọc cái clip nào cũng đọc cái địa chỉ cửa hàng em ở đầu video trơn á, mà anh chị thường xem, các anh chị hay tua xả qua cái đoạn đó nên là nhiều anh chị hỏi, cứ hỏi em là bình luận, cứ nhắn tin hỏi là cửa hàng ở đâu vậy, cửa hàng đâu vậy, quảng cáo mà không có nói cửa hàng đâu. Đấy, là anh chị xem clip thì nhớ nha, muốn biết về địa chỉ thì mình coi cút đầu video nha. Coi giá là gần cuối video đấy, ở giữa là nó xàm xàm đấy. Rồi thì hôm nay em sẽ báo giá dòng xe Honda, tính nói Honda Grandi rồi đó, Yamaha Grandi và Honda SH. Nhiều anh chị vẫn đang có một cái sự vân vân giữa cái chiếc xe này, mặc dù em làm rất nhiều clip rồi nhưng mà anh chị vẫn còn rất là phân vân. Thì hôm nay em đang ngồi trên chiếc Honda SH nha. Clip sau nếu mà anh chị muốn em thử cái tư thế ngồi trên hai mẫu xe này và cái dắt xe nâng chân chống giữa của hai xe này á, nó nặng nhẹ như thế nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết. Tuần sau em lại lên đây em sẽ lại quay clip cho anh chị. Quay clip thì phải có người coi đúng không, nên là em muốn xem ý kiến của anh chị là có muốn xem cái clip đó không thì em mới làm ha. Rồi thì bây giờ nè, để em báo giá cái dòng xe hai mẫu xe này để cho anh chị mình tham khảo giá bán và tại sao là nên chọn Grandi hoặc là tại sao nên chọn SH Mode nha. Rồi thì đầu tiên là em sẽ báo giá dòng xe Honda SH Mode chút anh chị ta nha. Thì SH Mode nè, bên em sẽ cũng khá là nhiều phiên bản Honda, được cái gì Honda được rất là nhiều phiên bản, những cái dòng xe này rất nhiều phiên bản luôn, đặc biệt những dòng xe cao cấp. Thì SH Mode phiên bản mà fan CBS sẽ có mức giá là 61 triệu, ABS phiên bản cao cấp là 69 triệu, rồi ABS đặc biệt là 70 triệu và ABS thể thao là 72 triệu và ABS màu bạc, thể thao là màu sáng xi măng ha, còn ABS màu bạc là 69 triệu anh chị em ha. Đấy, nó trung bình nó giá nó từ phiên bản fan CBS tới ABS là từ 61 triệu cho tới 72 triệu. Phiên bản ABS cao cấp và phiên bản màu bạc nó sẽ bằng với giá nhau là 69 triệu, phiên bản ABS đặc biệt là 70 triệu và màu xám xi măng là 72 triệu. Anh chị em có thể theo dõi và lưu ý ha. Rồi tiếp theo là Yamaha Grandi. Yamaha Grandi thì đây, để em xem giá coi. Yamaha Grandi đây. Rồi, Yamaha Grandi thì nó sẽ chỉ có hai phiên bản thôi. Là phiên bản cao cấp nó sẽ có mức giá là 48 triệu và phiên bản giới hạn ABS luôn. Hai phiên bản đều là ABS hết anh chị ha. ABS cao cấp ABS là 48 triệu và giới hạn ABS sẽ có mức giá là 54 triệu. Vậy em sẽ lấy cái phiên bản mà giới hạn ABS 54 triệu của chiếc xe Grandi với lại một chiếc xe là màu mắc tiền nhất luôn của SH Mode là 72 triệu, thì giữa 54 triệu và 72 triệu thì nó trên lệch với nhau là để em chịu rồi 18 triệu đồng đấy. 54 triệu và 72 triệu nó trên lệch với nhau là 18 triệu đồng thì mình nên chọn chiếc xe nào? Trời ơi, nói chứ 18 triệu đồng là nhiều lắm luôn á. 18 triệu đồng mà định có thể mua thêm một chiếc điện thoại gần như là iPhone gì đó, hoặc là mình có thể mua sắm những cái thứ gì đó nó khá là nhiều. Nên là bây giờ mình nên chọn Grandi hay là chọn SH Mode? Bây giờ sẽ đi theo em để xem là những tính năng trên xe, động cơ, những cái này nọ trên xe, hai dòng xe này trên lệch với nhau 18 trên lệch với nhau 18 triệu thì nó sẽ có những cái gì ha, nó sẽ khác biệt nhau giữa gì, giữa SH Mode mày và Grandi. Rồi đi theo thôi nha. Đầu tiên anh chị em mình có thể xem về ngoại hình của hai em xe này. Thì nhìn bên đây nó không có kiểu gì gọi là quá đẹp và quá sang trọng. SH Mode đó nhìn thấy sang hơn đúng không? Tại vì biết sao, theo tâm lý của cái người Việt Nam chúng ta, cứ có chữ SH là đã sang rồi. Đấy, cứ có chữ SH là đã sang, không cần biết ngoại hình như thế nào, nhưng có chữ SH là đã sang rồi. Đánh vào trong cái tư duy của mỗi người là SH Mode là nhìn vô là sẽ sang hơn là Grandi khá là nhiều luôn, và nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy. Rồi thì đầu tiên em sẽ nói về những cái phần thiết kế. Thì ở đây xe nó hơi chật chội nên là em đi xung quanh vòng quanh nó khá là khó. Bây giờ em sẽ đi qua bên hông của em này trước ha. Đấy, nhìn thì cũng đủ biết là Grandi nó sẽ có cái cốp rộng hơn SH Mode rất nhiều rồi, tại vì cái mông nó quá bự mà. Đấy, anh chị em thấy không? Rồi, cái đó là phần sơ sơ về phần nhìn ở ngoài thôi. Còn bây giờ thì em sẽ nói một tí xíu về những cái trang bị của những cái em này ha. Mặt đồng hồ thì thằng SH Mode này á, nó sẽ là nửa nạc nửa mở, anh chị em thấy không? Nó sẽ vừa có cơ và màn hình LCD dưới đây. LCD dưới đây thì sẽ hiển thị mức xăng, báo giờ và báo oil change, báo cho mình biết là mình thay nhớt. Rồi, còn Yamaha Grandi cũng vậy luôn, nó cũng sẽ nửa nạc nửa mở như thế này luôn. Nhưng mà cảm quan thì em thấy là
cái thằng Yamaha Randy này, cái màn hình LCD nó bự hơn đấy, nhìn thoáng hơn, rõ ràng hơn, có báo hiệu phanh ABS trên đây luôn đó. Và xe Randy thì nó sẽ vẫn còn công tắc đèn, có idling stop, còn ở Thacmos thì không có ha. Màu sắc thì ở Thacmos nó sẽ có rất nhiều màu sắc, như là trắng nâu, trắng đen, trắng ngà, xanh lam, đỏ đen mà đẹp mờ, rất nhiều màu sắc. Còn Randy thì cũng không có thua kém gì nha. Randy Yamaha thì rất nhiều màu sắc, đâu đó mình nhớ là khoảng tầm 18 cái màu sắc lận. Đấy, nên là ai mà thích những cái màu sắc lựa chọn nhiều thì mình sẽ chọn Randy ha. Rồi, cấp xe thì em sẽ mở cấp xe của hai chiếc này lên cho anh chị mình xem. Do chiếc Randy bên đây thì cái cốp nó bị đóng lại mà em chưa lắp bình, không có mở ra được ha. Nên là em sẽ quay cho chiếc Randy khác. Rồi, ở đây cốp của thằng Thacmos đây, anh chị em có thể thấy nha. Cốp thì có thể đựng được nón bảo hiểm nửa đầu nè. Theo cái thông số thì cốp của thằng này đi Thacmos chỉ đựng được một nón bảo hiểm nửa đầu thôi. Và dung tích cốp là 18 lít. Còn đối với Yamaha Randy thì nó sẽ là đây, chiếc này đây. Đó, cốp thoải mái, để hai một bảo hiểm nửa đầu được luôn. Để cái vật tennis luôn cũng được nữa. Đấy, rất rộng rãi ha. Và dung tích cốp của nó là 27 lít, rất là nhiều. Nhiều hơn Thacmos gần như là phân nửa. Đấy. Rồi, tiếp theo là vị trí bình xăng thì Yamaha Randy á, người ta đã tích hợp cái bình xăng lên phía trên rồi. Đấy, phía trên như này. Vừa cốp rộng mà bình xăng vừa được phía trên. Còn Thacmos thì bình xăng vẫn để ở dưới ha, vẫn để ở dưới. Cốp ở dưới và bình xăng vẫn để ở dưới. Thì cái lợi ích của việc mà bình xăng ở phía trên này là mình tiện lợi khi mình việc mình đổ xăng. Và Yamaha làm cái bình xăng chỗ này rất là hợp lý, dù cho các bạn có để đồ ở chỗ này thì cũng không bị vướng víu. Đấy, cũng không bị vướng víu. Thứ nhất nè, giống như Airblack á, bình xăng phía trước khó để được cái sàn phẳng, nhưng mà Yamaha người ta thiết kế vừa sàn phẳng, vừa cốp rộng, vừa bình xăng đổ phía trước. Còn Honda thì họ chỉ một là bình xăng nằm ở phía dưới đây, bình xăng dưới cốp thì mới được sàn phẳng. Còn hai là bình xăng để phía trước nhưng mà nó sẽ khá là vướng víu khi mà mình không được, thứ nhất được không được sàn phẳng nè. Ví dụ như đối với XH lớn á, thì mình vẫn được sàn phẳng nhưng mà mình sẽ có bình xăng ở ngay chỗ này. Đấy, thì khi mình đổ xăng mình để đồ, để vali, để túi, tất nhiên khi đổ xăng mình phải gỡ xuống hết đồ mình xuống thì mình mới đổ xăng được. Còn ở đây Randy họ rất tiện lợi trong việc mà để bình xăng chỗ này. Đó, thì khi mà mình đổ xăng hay mình để đồ, mình để chân nè, mình để vali nè, đi du lịch này nọ kiểu ha, thì không có bị cán cái chỗ mà đổ xăng thế này. Rất tiện lợi. Yamaha thiết kế cái bình xăng chỗ này rất là khôn ngoan, rất tiện lợi luôn. Nó đánh giá cao chỗ đó ha các bạn. Thì đó là mặt lợi của Randy về đổ bình xăng phía trước. Còn mặt lợi của Thacmos á, khi để bình xăng phía sau thì cái dung tích bình xăng nó sẽ to hơn Randy. Chính xác là dung tích bình xăng của Randy chỉ có 4,4 lít, còn ở Thacmos là 5,5 lít. Đấy, hơn 1,1 lít. Nên là các bạn mà đi đường xa, đi phượt, đi về quê nhiều á, thì việc đổ xăng cho Randy nhiều và thường xuyên là rất nhiều, rất phải ghé cây xăng thường xuyên. Còn ở Thacmos thì nó hạn chế một tí xíu. Đấy. Rồi, cả hai mẫu xe này đều sử dụng là ổ khóa Smart Key. Mình sẽ kéo cái cốp này xuống ha. Rồi, cả hai mẫu xe này đều sử dụng ổ khóa Smart Key. Nhưng mà cảm quan thì ổ khóa Smart Key của thằng Thacmos này nó sẽ cao cấp và đẹp hơn khá là nhiều so với Randy. Đấy, Randy thì nhìn nó khá là đồ nhựa luôn. Anh chị em thấy không? Đó. Đối với ổ khóa Smart Key của hai mẫu xe này đều được mở yên khóa xe, tìm xe. Đặc biệt thì Randy sẽ có một tính năng đó là báo động mỗi khi mà người dùng quên tắt ổ khóa, nhưng lại không có tính năng là chống dắt. Ở Thacmos thì sẽ không có tính năng là thông báo người dùng biết là quên tắt ổ khóa, nhưng mà nó lại có tính năng là chống dắt. Đấy, nó sẽ đi ngược lại với nhau. Rồi, động cơ thì Randy và Thacmos đều được trang bị động cơ là 125cc. Cụ thể thì Randy sẽ có cái khối động cơ là BlueCore nổi tiếng của Yamaha rồi, và cái 4 thì 2 van cylinder 124cc làm mát bằng không khí và có phun xăng điện tử. Khối động cơ của Randy này sản sinh công suất là 8 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn là 10,4 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Tương tự thì cái team động cơ của Thacmos nó là động cơ ASP Plus nha anh chị em, ASP Plus ha, và 2 van cylinder 124,9cc làm mát bằng dung dịch. Nếu như mà Randy là làm mát bằng không khí thì thằng này ở Thacmos thì làm mát bằng dung dịch nha. Và có phun xăng điện tử BFSI. Mã lực của nó, công suất của nó là 11,2 mã lực.
còn bơm pin sắn là 11,7 Nm. Với thông số này thì các bạn có thể thấy là SH-MOD nó sẽ mạnh hơn so với Yamaha Grandi ha. Bởi vì là cùng vòng tua là 5.000 vòng trên phút, nhưng mà bơm pin sắn của thằng SH-MOD nó lại cao hơn so với thằng Grandi, nên là SH-MOD sẽ mạnh hơn về động cơ so với Yamaha Grandi. Rồi, về chỗ để chân thì không cần phải nói rồi. Chỗ để chân thì cả hai đều để được rất là rộng rãi, thoải mái, đều là sàn phẳng hết. Về hệ thống an toàn của hai mẫu xe này thì nó sẽ được trang bị hệ thống phanh ABS, nhưng mà SH-MOD thì không phải phiên bản nào cũng có phanh ABS, nó có phiên bản phanh CBS nữa. Đấy. Rồi, về thông số lốp của thằng Honda SH thì phía trước là 80, phía sau là 100. Còn Grandi thì có kích thước lốp phía cho cả phía trước và phía sau là 101. Lớp của Grandi nó sẽ dày hơn so với thằng SH-MOD. Anh chị em thấy ha. Đấy, nó sẽ có một độ dày, nó sẽ bự hơn, dày hơn. Rồi, mức tiêu hao nhiên liệu thì do là hai mẫu xe này sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, nên là mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng khá là ok, khá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình hướng về Grandi hơn nhiều. Mức tiêu hao nhiên liệu thì SH-MOD được trang bị là hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, nên là khá tiết kiệm xăng. 100 km thì sẽ tiêu hao nhiên liệu là 1,9 lít trên 100 km. Còn đối với Grandi thì 1,69 lít trên 100 km. Các bạn biết tại sao? Grandi nó có một cái chức năng, đó chính là động cơ điện. Khi mà các bạn sử dụng Grandi á, nó là một chiếc xe gọi là tay ga mà tiết kiệm nhiên liệu nhất tại thị trường luôn. 1,69 lít trên 100 cây, tiết kiệm xin tay ga, tiết kiệm tại vì nó có động cơ điện. Khi mà anh chị em mình nhích ga chạy ở khoảng vòng tua đầu nhỏ thì nó sẽ hoạt động bằng động cơ điện. Sau đó khi mà lên vòng tua cao rồi thì nó mới hoạt động bằng động cơ xăng của nó. Nên là nó sẽ giúp tiết kiệm một khi mình đậu xe dừng 3 giây, mình lên ga mình chạy thì nó sẽ sử dụng động cơ điện, sau đó mới sử dụng động cơ xăng. Nên là sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu rất nhiều. Nếu anh chị là một người thích tiết kiệm nhiên liệu, thích tiết kiệm túi tiền của mình thì mình chọn Yamaha Grandi. Còn ai mà mình dư giả hơn một tí xíu, mình thích cái độ là nổi tiếng ở SH-MOD, thích sang trọng, thích người ta nhìn vào là à, đi SH-MOD là sang, là sang. Túi tiền có dư giả và không quan tâm về vấn đề nhiên liệu hay là cốp xe hay là đổ xăng đi ở phía sau thì mình có thể sử dụng SH-MOD. SH-MOD nó chỉ thua thiệt Grandi một chỗ là tiêu hao nhiên liệu cao hơn nè. Và cái cốp thì đổ cốp nhỏ hơn. Rồi đổ xăng thì ở đứng lên nổ phía sau sau xe. Đấy, lớp thì nó cũng nhỏ hơn. Ngoài ra thì cái động cơ của SH-MOD này á, đánh đổi lại 18 triệu thì anh chị em được cái động cơ rất là khỏe, mạnh. Và cái thương hiệu của nó là Honda, phụ tùng phụ kiện dễ thay thế, đi đâu cũng có, chi phí thay nhớt bảo trì bảo dưỡng nó cũng rẻ. Đấy, còn Grandi thì anh chị em mình có thể gọi là được những cái tính năng tốt hơn, gọi là tiết kiệm nhiên liệu nè, tiết kiệm túi tiền nè, rồi kiểu dáng ngồi cũng khá là đẹp chứ không phải là xấu đó. Rồi cốp rộng, đổ xăng phía trước tiện lợi. Những chị em nào làm công sở, có con cái thì mình nghĩ là nên mua Grandi là phù hợp nhất. Còn những chị em là còn trẻ trung đấy thì mua SH-MOD là hợp lý. Ok ha. Rồi thì đó là một số cập nhật của em. Nếu là anh chị sẽ lựa chọn một trong hai mẫu xe nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.